Đây thì ba mình này ân ti vào này nói ulti vô này húc lên này nãy chết luôn vì tướng Loron của tiền bạc anh em. Ba này thì mình bộc phát không ăn nha. Đấy đánh tay ăn luôn cái mạng của thằng Nakroth anh em ạ. Hãy đút vô kêu ngay. Anh em thấy mà tiền bạc nó dí mình á thì mình sẽ dùng chiêu một mình chạy mở giao tranh thì anh em có thể là dùng chiêu một để khống chế tướng địch hoặc là chiêu cuối để khống chế tướng địch. Này thì thằng Yuka này Yuka này húc lên luôn nè anh em. Pha này thì mình sẽ bộc phá đúp bục kêu luôn anh em ạ. À, anh em thấy không, cái đúp bục kêu nhờ cái bộc phá không anh em. Nhớ đăng ký và bấm chuông nha. Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Thì hôm nay mình chơi vị tướng Toro và chia sẻ cái build đồ phù hiệu và bản ngọc chuẩn mà mình nhắc vị tướng Toro cho anh em xem nhé. Thì trong cái bản cập nhật vừa rồi thì vị tướng tôi cái bộc phá thì nó sẽ được cập nhật lại, có nghĩa là sau khi mà anh em bộc phá chết được chấm kết thúc được cái mạng của tên bạn á thì cỡ 6 giờ sau thì cái bộc phá nó sẽ hồi trở lại. Chính vì vậy nên là mình sẽ chơi vị tướng Toro và cầm theo cái bộc phá. Đấy, thì anh em biết rồi, Toro mà cầm bộc phá thì đánh kết thúc cái mạng của team bạn khá là dễ dàng đó anh em. Bởi vì đây là một vị tướng tanh cơ mà cái lượng sát thương nó gây ra từ cái bộc phá, bởi vì cái lượng máu của vị tướng Toro mà khi cần xuống thấp á thì cái bộc phá nó cái lượng sát thương nó càng cao. Đấy, thì chính vì vậy nên là nó sẽ có ít rất là tốt. Thì trong clip này mình sẽ chia sẻ luôn cái phù hiệu băng ngọc và cái cách chơi, cái trang bị và cái cách chơi của vị tướng Toro cho anh em nha. Rồi, Toro là một cái vị tướng rất là trâu nha anh em. Đây thì cái nội tại của vị tướng Toro á là mình đồng da xác anh em ạ. Thấy cái nội tại không là thấy đỡ ghiền là đúng không? Thì nội tại là trong quá trình dùng chiêu á thì Toro nó sẽ được hưởng cái hiệu ứng miễn khống chế, là có nghĩa là nó bỏ qua mọi cái trạng thái khống chế anh em ạ. Rồi thì đó là cái nội tại của vị tướng Toro. Cái chiêu một của vị tướng Toro đây pha này thì mình sẽ bộc phá mình ăn cái mạng của vị tướng này. Anh em thấy còn ui, anh em thấy cái bộc phá nó còn có mấy giây là nó đã hồi lại liền đúng không? Này rất là sướng anh em ạ. Chính vì vậy nên là khi mà anh em cầm những vị tướng tăng cơ bây giờ anh em cầm bộc phá đi support giết người giết sướng lắm anh em. Đây thì đây là cái một trong những cái phương pháp chơi mới. Những cái mùa trước thì bộc phá nó không có hồi nhanh đâu, nhưng mà mùa này thì bộc phá nó hồi nhanh lắm. Cứ mà anh em bộc phá chết tướng địch rồi là nó cỡ 6 giây nó sẽ hồi lại thôi, rất là nhanh. Rồi về cái chiêu một của vị tướng Toro là sừng trâu nha anh em. Thì sừng trâu là Toro sẽ hút tới trước và làm choáng tướng địch, đồng thời là hất tung tướng địch lên không trung. Đó là cái chiêu 1 của vị tướng Toro. Về chiêu 2 của vị tướng Toro là dư chấn nha anh em. Thì Toro sẽ gầm lên và giúp bản thân sẽ tan cái lượng miễn thương, tan tới 60% miễn thương luôn anh em ạ. Và gây 100% công vật lý cộng cho 8% máu tối đa sát thương phép, đồng thời đã làm chậm tướng địch. Này pha này vô bộc phá ra anh em. Đấy, anh em thấy không, để cứ vô nó gần hết máu là mình cứ bộc phá ra anh em. Pha này thì mình đang làm clip nên là mình sẽ cố gắng là bộc phá ăn nhiều nhất có thể nha anh em. Còn thằng ESO này đừng có nói mình KS nha. KS thì nó cũng đúng ấy, nhưng mà pha này thì mình đang làm clip nên là mình sẽ cố gắng làm tốt nhất, bộc phá tốt nhất để cho anh em xem. Rồi đó là cái chiêu 2 của vị tướng Toro. Đây ui anh đây bộc phá nó ăn luôn anh em. Anh em thấy cái bộc phá của mình chưa, nó hồi lại rồi kìa, nó còn có một giây nữa là hồi đông luôn rồi anh em ạ. Anh em thấy không, khi mà cái bộc phá nó vẫn còn 6 giây, khi mà anh em bộc phá chết tướng địch á thì trong vòng 6 giây thì nó sẽ hồi lại cái bộc phá cho anh em nha. Rồi mình đã nói xong chiêu 2, vị chiêu cuối của vị tướng Toro là đại địa chấn. Thì Toro nó sẽ nhảy về cái nền xuống đất vào cái vị trí chỉ định và nó sẽ gây hiệu ứng đó là hất tung, đồng thời là làm chậm tướng địch trong vòng 1,5 giây nha anh em. Đấy, thì anh em khi mà anh em dùng chiêu cuối này mà anh em thấy không ổn thì anh em có thể ngắt bằng cái cách đó là dùng chiêu 2 hoặc chiêu 1. Đấy, thì đó là cái chiêu cuối này của vị tướng Toro. Về cái phù hiệu và bản ngọc và cái trang bị của vị tướng Toro thì mình có để dưới phần màn hình nha anh em. Thì anh em cứ theo đó mà lên. Thì Toro á, là một trong những cái vị tướng mà đấu sĩ nên là anh em sẽ cầm những cái món đồ nó tăng cái lượng máu và lượng giáp cho vị tướng Toro. Thì ở đây thì có sẽ có cái khiên thất truyền thì nó sẽ tăng tới 275
job cộng với 1.200 máu, đồng thời là nó có cái nội tại là lính góp, nếu mà Toro nó chịu sát thương anh em thì nó sẽ giảm 30% tốc chạy và 15% tốc đánh của cái đối thủ mà ra đòn. Cái giáp GA thì nó sẽ cộng cho vị tướng Toro giáp thép mà nó tăng 5% tốc chạy mà 1.200 máu, đồng thời là nó có cái nội tại đó là hồi phục anh em ạ. Thì khi mà qua 6 giây, qua 8 giây á thì nó sẽ qua 10 giây á thì khi mà anh em bị chịu sát thương thì nó sẽ hồi phục 8% máu tối đa. Đấy, thì đó là cái nội tại rất là hay của cái giáp GA này. Nếu mà team bạn không có đam phết nhiều thì anh em lên cái giáp GA rất là tốt nha. Rồi cái món thứ tư, cái món nữa là anh em sẽ lên cái giáp thông khổ để mà phản đam, và cái món cuối cùng là anh em sẽ lên cái phù chú trường sinh tăng cái lượng máu tối đa, mà nó có cái nội tại rất là hay đó anh em ạ. Là cái trường sinh có nghĩa là sau khi mà anh em thoát giao tranh đó, thì nó sẽ hồi hồi là 4% máu tối đa trong vòng mỗi giây. Ui và này thì mình không kể được anh em, tại không kể được thì cái bộc phá nó sẽ hồi rất là lâu, tới 1 tiếng 1 phút luôn nha anh em. Đấy, pha này thì mình đã di diệt được cái mạng của vị tướng Nakroth rồi. Đấy, pha này thì anh Loron anh cũng đã giết được cái mạng của AD mình. Thôi mình chạy nha anh em, tại mình sẽ chạy. Đấy, thì đánh Toro mà mình ăn được 5 mạng rồi anh em ạ. Đấy, kế được 5 mạng rồi, nhờ cái bộc phá là chủ yếu anh em. Rồi cái phù hiệu thì anh em sẽ dùng cái phù hiệu rừng nguyên sinh nha. Rừng nguyên sinh thì sau khi mà tung chiêu khống chế mà trúng tướng địch thì sẽ giúp cho Toro tăng giáp và giáp phép, đồng thời là nó sẽ có cái hiệu quả thiêu đốt theo lượng máu tối đa. Đấy, thì đó là cái phù hiệu nha anh em. Về cái bản ngọc của Toro á, thì ngọc đỏ thì mình có để cái bản ngọc ở cái phần mô tả cái video hoặc là cái phần bình luận video, đồng thời là mình nói luôn thì ngọc đỏ thì anh em sẽ cái ngọc đó là tốc đánh máu và gióp, tốc đánh máu và gióp nha anh em. Này, ngọc 3 dòng á, anh em cứ vô mà cái ngọc nào mà ba ngọc cấp 3 mà 3 dòng 1% tốc đánh này, 33,7 máu này, 2,3 gióp thì anh em gắn vô. Rồi ngọc tím á, thì anh em sẽ gắn luôn cái ngọc 3 dòng, có nghĩa là máu, hồi máu và tốc chạy. Rồi đó là ngọc tím. Mình ngọc lục thì anh em sẽ gắn ngọc đó là máu và hồi chiêu này cho mình nha. Này đó là cái bản ngọc, thì bản ngọc thì mình có để cụ thể ở phần mô tả hoặc là phần bình luận của video, anh em có thể kéo xuống phần bình luận thì mình có ghim cái bản ngọc của vị tướng Toro. Pha này thì mình chở thằng Esu xuống nó ăn lính nha nè, mình không tiêu diệt lính để cho Esu xuống ăn nó xanh này thì xanh đều, chứ mình ăn thì Esu nó không có xanh, nên là pha đó thì mình đứng lại mình không có đánh nữa. Rồi về cái cách chơi của vị tướng Toro thì anh em sẽ nâng max chiêu 2 lên cho mình, bởi vì chiêu 2 là một cái chiêu miễn thương khá là nhiều. Đấy, miễn thương khá là nhiều mà nó vừa trâu nữa nè, đồng thời là nó có thể KS cái mạng của cái tất cả vị tướng. Đây thì ba mình này ulti vào này, lại ulti vô này húc lên này, lại chết luôn vị tướng Loron của team bạn anh em. Ba này thì mình bộc phát không ăn nha. Đấy, đánh tay ăn luôn cái mạng của thằng Nakroth anh em ạ. Hãy đúp kêu ngay. Anh em thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Toro sát thủ chứ không phải là Toro thường đâu nha anh em. Này thì mình ăn được 7 mạng rồi anh em ạ. 13 mạng mà Toro ăn tới 7 mạng. Khiếp chưa anh em thấy gì không? Toro mà quá ghê gớm luôn anh em ạ. Thì về cách chơi thì nói chung là mình là một vị tướng đỡ đòn, nên mình sẽ đi trước cái vị tướng AD của mình một đoạn nha anh em, để cho cái vị tướng AD của mình nó có tầm nhìn để mà nó dễ chơi, chứ anh em đừng có bỏ nó nha. Này, anh em cứ đứng xa xa như thế này. Đối với vị tướng Esu thì cái tầm tay của vị tướng Esu nó dài, nên là mình cứ đứng một khoảng nó cũng hơi xa một tí. Chứ còn ví dụ như những vị tướng mà Yone hoặc là Van Heel hoặc là Theonat thì mình sẽ đứng gần hơn một tí nha. Đấy, thì anh em cứ từ từ đi vô, anh em cứ khi mà team bạn đánh mình á thì anh em sẽ dùng chiêu 2 để mà tăng cái lượng miễn thương nha anh em. Rồi khi mà team bạn nó dí mình á thì mình sẽ dùng chiêu 1 mình chạy. Mở giao tranh thì anh em có thể là dùng chiêu 1 để khống chế tướng địch hoặc là chiêu cuối để khống chế tướng địch. Đấy, thì thằng Yuka này húc lên luôn nè anh em. Pha này thì mình sẽ bộc phá đúp bục kêu luôn anh em ạ. Anh em thấy không, cái đúp bục kêu nhờ cái bộc phá không anh em. Đấy, thì bộc phá cái mùa này nó rất lợi hại, là khi mà anh em bộc phá trúng tướng địch mà chết á, thì nó sẽ hồi trong vòng 6 giây rất là nhanh. Này, trong vòng 6 giây thì anh em có thể là bộc phá thêm một lần nữa rồi. Có khi nào mà anh em dùng cái bộc phá mà được mega kill không ta? Có anh em nào mà có cái clip đó thì gửi cho mình để mình đăng lên kênh YouTube nha. Này, cái clip nếu mà bộc phá mà được mega kill thì chắc có lẽ là đánh dưới máy. Khó mà bộc phá canh chuẩn như vậy lắm anh em ạ.
Vậy thì team bạn không 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 qua được cái đường sông của team mình luôn anh em ạ. Thì pha này thì thằng Esu của mình nó đang ở dưới nên mình xuống mình bảo kê nó nha anh em. Đấy, thì việc mà chơi vị tướng Toro này á thì anh em cứ dùng chiêu 2 nâng mát chiêu 2 lên cho mình, bởi vì cái chiêu 2 là một cái chiêu miễn thương mà đồng thời nó rất là trâu, nó tăng cái lượng giáp và phép của vị tướng Toro, nên là anh em cứ nâng mát chiêu 2 lên cho mình nha. Về cái cách chơi á thì anh em cứ khi mà anh em cứ đi bình thường vô anh em, bởi vì Toro nó rất là trâu mà nó có lượng, có cái khống chế từ cái chiêu cuối và cái chiêu một, nên là anh em cứ từ từ đi vô. Rồi anh em vô thì anh em tùy theo trường hợp, anh em có thể là ulti trước hoặc là chiêu một trước, có thể là anh em chiêu một xong rồi anh em ulti để nó gần tên bạn hơn. Thì đó là cái cách chơi Toro thôi, nó cũng rất là đơn giản anh em. À, cơ bản là mình sẽ đi chết mob những cái đường mà những cái bụi của tên bạn hay núp. Đấy, pha này thì mình sẽ ulti nha. Đấy, thì thằng Zip nó đã lan rồi thì mình không có khống chế được việc tướng Zip. Đấy, thì thằng Yuka nó bụi anh em. Đấy, mình chết mob cho team nha, bởi vì khi mình chết mob được cho team thì thằng AD của mình nó rất là dễ chơi. Thì tập thằng đang lên rồi anh em. Này thì mình sẽ ép qua mình lấy cái trụ trước nha anh em. Này pha này thì mình sẽ bộc phá chết hay không? Ui pha này thì không dùng cái bộc phá kết thúc được cái mạng của vị tướng. À, bạn làm gì vậy? Bạn làm gì vậy? Bấm quá giải cho team rồi nha anh em. Rồi pha này thì team bạn vị tướng giết cũng đã chết rồi. Đấy, ui còn lo rồi. Ui Yuka núp từ nãy giờ nó mới ra nó đánh anh em ạ. À. Rất là tốt. Vị tướng Yuka cũng khá là hay đấy. Từ nãy giờ bạn núp cho lắm vô bây giờ bạn mới đánh. Thì team mình cũng mới lấy được cái trụ giữa mà nè, không có chưa có lấy được hết cái trụ dòng trụ phía bên ngoài kia, hình như là vị tướng Phoenix của team mình bị AFK rồi anh em ạ. Từ nãy giờ mình thấy bạn ấy hơi đứng 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 đứng, nhìn bản đồ nhỏ là hơi đứng 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 anh em ạ. Rồi thì ESO của team mình bán đi anh ơi, bán đi, đúng rồi, rất là hay. Pha này thì mình sốc lên ulti vô luôn này luôn. Đấy, đốt của kêu vị tướng Kennen của team mình cũng đã ăn được cái mạng của vị tướng Necros rồi nè. Ui, làm gì vậy? Pha này thì mình sẽ lũ con này mình chạy nha anh em. Này, làm gì mà dí được em? Ui dù, ui em trâu lắm. Này, pha này thì mình sẽ chơi câu kéo luôn nha anh em, gồng gồng chiêu hai hút luôn ngược lại này này. Rồi mình sẽ đi qua này rồi mình đi qua ngược lại này. Ui trời ơi, bố mày là sợ mày, bố mày là sợ mày quá, ăn một phát chết tươi luôn anh em ạ. Đấy, anh em thấy gì chưa? Pha đấy thì mình đã câu kéo rất là tốt. À, còn một tí máu thì thôi biến về anh em ạ. Đấy, thì Toro thì cũng đã ui giết được 10 mạng luôn anh em ạ. Đấy, đồng đội của bạn giáo sư đã có hành vi AFK rồi anh em. Đấy, thì vị tướng Phoenix của team mình đã AFK rồi. Đấy, thì ván game cũng trở nên khó rồi đấy anh em. Ui, làm gì vậy? Pha này thì ulti vô trong này thì dính 4-5 thằng luôn nè. Này pha này thì mình sẽ gồng chiêu 2 này húc lên nè. Này pha này thì giải luôn nè, quýnh luôn cái thằng Nakroth này. Nakroth rồi mày. Đấy, chiêu 2 tận tánh luôn em ạ. Một cái pha gồng chiêu 2 ăn 2 mạng luôn. Đấy, giết được 12 mạng, chết một mạng và trở tới 7 mạng. Này thì Toro này không phải là Toro ăn thịt rồi anh em. Toro này là quá ghê gớm rồi. Đấy, có ai mà quýnh Toro mà rank cao thủ mà tới ăn tới 12 mạng luôn. Ui cái gì này, ui pha này thì mình bộc phá nhưng mà không chết cái vị tướng Yuka của team bạn anh em ạ. Đây Yuka của team bạn đâu nhỉ? Đây hồi máu thì bể cái nhà rồi anh em. Rồi clip của mình đến đây là kết thúc, anh em thấy hay không ạ? Nếu mà hay thì anh em bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình, chơi vị tướng nào cứ comment với phần bình luận để mình làm cho anh em xem nhá.